Nè Phúc Vũ. Dạ. Kêu cô đang đứng gần đó tới đây gặp anh. Dạ dạ. Được rồi. Anh chờ gọi em. Em là Phi Phi hả? Ừ. Anh đang là quản lý vũ trường này. Vậy hả? Ngồi chung danh nha. Ừ. Em uống với anh một ly nha. Mời em. Mời anh. Nhìn em rất đẹp hơn tất cả đám tiếp viên ở đây, cho nên anh muốn đề bạt em là bộ lý. Em thấy sao? Dạ nếu vậy anh nói sao thì em nghe vậy. Em nghe lời anh có như vậy à? Được anh nâng đỡ là may mắn cho em lắm rồi. Em không những xinh đẹp mà còn biết làm người ta vui nữa. Sau này sẽ có nhiều người điên đảo vì em. Anh Sơn đừng như vậy, lỡ ai thấy mét lại bà chủ là chết em đó. Anh chờ em ở vòng quanh nha. Lên nhanh ha, đừng để anh chờ lâu. Em đẹp quá. Anh Sơn đâu rồi em? Dạ em không biết nữa chị ơi. Kêu chờ tôi một tí, chúng tôi ra liền. Dạ. Gì mày? Anh ơi, bà Lâm Hồng tới. Em, bà Lâm Hồng tới. Trốn đi. Anh làm gì mà sợ bà thấy thương vậy? Trốn đi rồi nói chuyện sau. Đi, bà bắt gặp anh ở đây với em là chết. Đi. Anh làm gì mà anh sợ bà dữ vậy? Ừ, không phải là anh sợ, mà là anh nảy bà. Đi nha. Thôi, không. Trốn đi em. Em không đi đâu. Anh bù sao? Em nha. Anh sẽ bù sao? Nghe lệnh đi.
Anh hứa rồi đó nha. Anh hứa mà. Ngoan nha. Đi đi. Bây giờ sao vậy? Em, anh nhớ em quá trời. Anh, làm gì vậy? Người ta nhìn thấy bây giờ. Có sao đâu, anh nhớ em mà. Nè, làm gì không ở dưới coi tụi nó mà tự nhiên ở trên này vậy? Hồi nãy anh uống mấy ly rượu với khách đó, đau đầu quá, anh lên nằm nghỉ một tí. Nè, phải đau đầu thiệt không đó? Ừ. Hay là anh đang hú hí với con nào? Tôi mà bắt gặp hả? Biết tay tôi. Em tưởng anh bị ổ vậy à? Thì người ta thương người ta mới ghen mà. Nè, hết đau đầu chưa? Hết rồi, gặp em là hết liền. Cái này của con nào? Anh nói đi. Anh nói không xong, anh biết tay tôi đó. À, cái này hồi sáng anh họp nhân viên giới thiệu quản lý mới. Con nào bỏ quên nè. Mấy đứa này hư thiệt. Ủa, của đứa nào ta? Có thiệt không đó? Nè, anh để tôi biết anh hú hí với con nào, hai người chết với tôi á, nhất là anh đó. Làm gì có chuyện đó. Mình em là đủ chết rồi. Thì ghét à. Nè, mẹ nghe nè con. Mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ đang ăn trưa ở nhà hàng Phương Nam. Con có chuyện gấp cần gặp mẹ. Con tới đó nha. Con đến đi. Con tới nhanh nha. Dạ, con tới liền. Em có hẹn với con gái hả? Không. Nó gọi điện cho em, nó có chuyện quan trọng muốn bàn. Không biết là có chuyện gì hay không đây. Thấy ở đây cũng hơi bất tiện, hay là anh đi trước nha. Có gì đâu mà bất tiện. Anh là trợ lý của em mà. Còn Đông Vi không phải là đứa để ý những chuyện giặt đâu. Phải chi mà anh Nhân cũng ga lăng được như anh thì tốt quá. Người gì đâu mà đáng ghét, cứng nhắc như là cục đá vậy. Tại vì cô chưa hiểu Nhân thôi, nó cũng tình cảm lắm á. Tôi chưa từng thấy anh Nhân có cái gì giống như là anh nói vậy đó. Nói chuyện thì gắt gỏng, nhìn thấy cái mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, khô khan giống như tảng băng vậy. Mình đi vô. Dạ thôi được rồi, cô đi đi, tôi đứng đây đợi được rồi. Vậy cũng được. Ừ. Ngồi đi con. Dạ. Lâu quá không gặp Đông Vi.
Dạo này trông cháu xinh hẳn ra. Đây là chú Sơn, trợ lý của mẹ. Lúc nãy con gọi điện thoại, mẹ và chú đang ngồi ở đây, con không ngại chứ? Con không thích mẹ vừa ăn cơm vừa bàn chuyện công việc. Mẹ nói trợ lý của mẹ đi ra ngoài được không? Kìa Vi, chú Sơn làm việc với mẹ lâu năm rồi, đâu phải người ngoài đâu. À, không sao đâu, chú cũng có công việc phải đi. Hai mẹ con ăn cơm ngon nha. À, anh thông cảm, đừng buồn những gì con bé nói nha. Không sao, cháu nói đúng mà chị. Người trong nhà ăn cơm với nhau quen rồi, có người lạ ăn không ngon miệng đâu. Thôi, xin phép chị em đi. Hãy đợi đó, tao sẽ thật mày sau. Mẹ, con chỉ muốn ăn cơm riêng với mẹ thôi mà. Nhưng con cũng phải nói khéo một chút để chú đi, chứ con nói thẳng thừng như vậy dễ mất lòng người ta lắm. Tại vì tính của con giống như tính của ba, thẳng lắm. Mình nghĩ cái gì thì mình nói ra, mất lòng trước nhưng mà được lòng sau. Chứ nếu không cứ để ở trong lòng, đến lúc mà bộc phát ra mà không có ai để mà lắng nghe hả, thì lúc đó tức chết luôn á. Con cái gì cũng nói được, mẹ sợ con luôn rồi đó. Mà con muốn gặp mẹ có chuyện quan trọng. Có chuyện gì mà con sốt sắng vậy? Nói mẹ nghe coi. Con muốn nhờ mẹ giúp đỡ một người bạn của con. Người đó có quan hệ gì với con? Mẹ biết ảnh mà. Con đừng nói với mẹ là thằng vệ sĩ của con nha. Mẹ hay quá, con chưa nói ra mẹ đã đoán ra được rồi. Đừng nói với mẹ là con thích nó nha. Mẹ nói cho con biết trước, mẹ không bằng lòng cho con quen nó đâu. Không, 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 không có gì hết. Thật ra là con chỉ muốn giúp ảnh thôi. Nếu không có tình ý thì giúp nó làm gì? Thì con giúp ảnh cũng vì con muốn giúp mẹ thôi. Mẹ, mẹ, con biết là mẹ đang kinh doanh ngành vũ trường đó, mà cái ngành đó lại liên quan rất nhiều đến bọn xã hội đen rồi đụng chạm, cho nên là mẹ rất là cần những nhân tài, mà anh Nhân thì lại giỏi võ. Mẹ mà thuê ảnh thì ảnh sẽ trở thành cánh tay đắc lực của mẹ luôn. Con nói cũng có lý đó, nhưng mà để mẹ suy nghĩ rồi mới quyết định. Mẹ, thời cơ tới thì mẹ phải nắm bắt lấy, chứ nếu không anh Nhân ảnh đi làm cho người khác rồi sao? Anh Nhân ảnh là người rất trọng tình nghĩa, mẹ mà giúp ảnh rồi thì ảnh sẽ không bao giờ quên ơn của mẹ đâu. Được rồi, con gọi thằng Nhân tới gặp mẹ đi. Con cảm ơn mẹ. Chủ tịch tập đoàn khách sạn Thiên Đường, một doanh nhân có tấm lòng già. Không biết là ai mà thù oán với người đàn ông này như vậy. Dạ tôi chào cô chủ. Chị mới đi đâu về mà nhìn da chị đen vậy? Dạ, tôi đi thăm người bà con à. Không bao giờ nghe thấy chị nhắc đến người bà con nào, mà cũng ít khi thấy chị vắng nhà. Người bà con đó của chị sống xa nơi này lắm hả? Dạ không, cũng gần đây thôi cô. Chị đi lâu như vậy, chắc người bà con đó quan trọng với chị lắm hả? Chuyện riêng của tôi, cô chủ cũng muốn biết sao? Mẹ tôi nói chị là người nhút nhát hiền lành, nhưng mà hình như mẹ tôi nhìn lầm người rồi.
Xin phép cô chủ tôi lên lầu ạ. Ừ. Chị Lan. Dạ. Trong tủ lạnh hết dưa hấu rồi, chị ra ngoài chợ mua giùm tôi được không? Ờ, dạ được cô chủ. Cô chủ đợi chút xíu nha. Ừ. Cái này đẹp nè Thục Quyên, em mặc thử đi. Anh chờ em một chút nha. Ừ. Gửi cô chủ, khi cô nhận lá thư này, liên lạc với tôi gấp. Có nhiều chuyện tôi muốn trực tiếp nói với cô chủ. Nói trong thư không tiện lắm. Địa chỉ nhà của tôi, số 216/3, Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức. Nhận được thư này, cô hãy đến liền nha. Ông Mộc. Alo, tôi nghe. Anh đang ở đâu mà ồn ào quá vậy? Ờ, tôi đang ở một nơi rất là xa. Tôi có việc cần bàn bạc với anh. Bây giờ anh ở đó đi, tôi tới liền nha. Cô biết tôi đang ở đâu đâu mà đến. Vậy mới tài chứ. Ở đó đừng có đi đâu hết nha. Alo, alo.
anh tặng em. Anh tặng qua cho tôi để làm gì? Không có ý nghĩa gì đâu. Chẳng lẽ bấy lâu nay em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em hả? Nhưng mà tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là tôi không có tình cảm với anh. Công nhận cái đầm này hợp với em lắm đó. Em mặn, nhìn cứ như công chúa vậy. Anh khéo nói quá à. Em làm gì mà đẹp như công chúa được? Vậy thì em đẹp giống như là một cô phù thủy nhỏ bước ra từ một lâu đài ma quái. Ghê chưa? Thôi, phù thủy xấu xí lắm, em không chịu đâu. Chết rồi, ở đây đâu có an tan đâu. Sao mà cô ta lại biết mình ở đây được chứ? À, đúng là tài thiệt. Anh Nhân à, có chuyện gì vậy anh? Không có gì. Em thấy thích chứ? Em thích lắm. Cảm ơn anh đã mua cho em cái áo này. Có gì đâu, anh em à, tính toán làm gì? Anh cũng muốn em mặc đẹp để đi đến sinh nhật. Anh đi tính tiền nha. Sao anh lại tắt máy? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Anh yêu em. Em đồng ý làm vợ anh nha. Anh yêu em. Hãy làm vợ anh nha. Em làm vợ anh nha. Anh bị khùng hả?
thôi mình đi. Em suy nghĩ gì mà tập trung quá vậy? À, em tìm được lá thư của ông Mộc ở trong phòng của Lan, nhưng tiếc là em đã chậm một bước. Dạ, anh dùng gì ạ? Cho một ly cà phê đá. Dạ. Mọi chuyện đã rõ rồi. Ông Mộc biết được nguyên nhân cái chết của ba em. Em sợ ông Mộc sẽ gặp nguy hiểm quá. Em không được bước dây động rừng. Em không hiểu ý của anh. Em đã bức thư này trả về chỗ cũ. Tuyệt đối không được nhắc đến ông Mộc trước mặt mẹ em và Lan. Em cứ giả đò như là không biết chuyện gì xảy ra. Em biết em phải làm gì rồi. Và em phải âm thầm theo dõi Lan. Tất cả mọi chuyện xuất phát từ cô ta. Nhưng em vẫn không tin là mẹ em có dính dáng đến chuyện này. Nhưng mà tại sao mẹ em lại làm như vậy chứ? Rõ ràng là ba em vẫn đối xử rất tốt với mẹ em mà. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi chúng ta tìm được Lão Mộc. Anh có biết không? Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân của mình. Mà đau khổ nhất là chính bản thân mình lại không biết được lý do tại sao. Em không biết là phải chịu đựng tâm trạng này đến lúc nào. Tim em đau quá, như là có ai đóng đinh vào. Mỗi khi buồn, nếu như em khóc được thì em cứ khóc đi. Nước mắt sẽ làm rơi đi nỗi buồn. Thank you.
Anh nói đúng, nước mắt làm dài được nỗi buồn trong lòng. Chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của mình. Cho dù có đau buồn cách mấy đi nữa, chúng ta cũng phải vượt qua. Anh biết không, em thấy khá hơn nhiều khi nghe những lời của anh. Mỗi khi buồn, anh đều tự an ủi mình như vậy. Cảm ơn những lời an ủi của anh. Lúc nãy màn cầu hôn của Thiên Đức rất là lãng mạn, không phải ai cũng làm được như anh ta đâu. Dạ, cà phê của anh đi ạ. Cảm ơn. Nhưng mà tại sao màn cầu hôn lãng mạn đó không phải là của anh chứ? Em cũng biết nói đùa quá ha. Ai lại thèm đùa trong lúc này? Ý của em là sao? Không có gì hết. Thiên Đức bị em từ chối, chắc chị này đang buồn lắm. Cho dù em không yêu anh ta, cũng không nên thẳng thừng như vậy. Tại sao chứ? Em không thể nào gượng ép trái tim của mình được. Em đã không yêu ai, cho dù người ta có lãng mạn cách mấy, đối với em cũng vô vị thôi. Thôi, bây giờ anh đưa em về. Thôi, khỏi, em tự đi về được. Khi nào anh còn là vệ sĩ của em, anh không cho phép em đi một mình. Vậy anh đưa em tới chỗ này nha. Có chuyện gì buồn hay sao? Tự nhiên gọi tao ra nhậu bất tử vậy? Cá Mập, mày uống với tao tới bến nha. Vô. Mày có chuyện gì buồn trong lòng thì cứ nói ra đi. Làm cái gì mà uống vô tội dạ như vậy? Không có chuyện gì hết. Uống đi. Mày thì đúng là đồ cố chấp. Có phải mày yêu mẹ Quang? Ai nói với mày tao yêu mèo Quang? Mày chỉ cần trả lời với tao có hay là không thôi. Thôi mày say rồi, về thôi. Tao không say. Nhưng mà chuyện của tao với mèo Quang thì có liên quan gì tới mày? Bây giờ mày muốn sao? Hai thằng đàn ông thất bại trong tình cảm. Tại sao mày lại nói như vậy? Mày thì yêu đơn phương Phi Yến, còn tao vừa bị từ chối trong tình yêu. Tao với mày là hai thằng đàn ông cùng cảnh ngộ mà. Thank you.
ta nói chết là hết. Nhưng mà sao con vẫn có cảm giác bà vẫn còn quanh quẩn bên cạnh con? Con biết là cái chết của ba còn nhiều oan khuất. Con hứa với ba là con sẽ làm cho mọi chuyện sáng tỏ. Không ngờ anh và em cùng hoàn cảnh với nhau. Chúng ta đi tìm chứng cớ để minh oan cho cái chết của người thân mình. Cái chết của ba anh như thế nào? Anh kể cho em nghe được không? Ba anh bị người ta vu oan, phải vào tù, rồi bị người ta đánh chết. Anh đang đi tìm chứng cứ để xác minh và minh oan cho cái chết của ba mình. Người ngay toàn là gặp nạn thôi. Bao nhiêu lâu nay anh cứ nghĩ là cuộc sống của em rất là hạnh phúc, bởi vì em có tất cả mọi thứ mà người khác không có. Cho đến hôm nay anh mới nhận ra được sự cô độc trong con người của em. Hồi đó ông Mộc chăm sóc em từ khi còn nhỏ, cho nên tình cảm của em dành cho ông Mộc nhiều lắm. Hồi đó ba em lúc nào cũng bận rộn trong việc kinh doanh, không có mấy khi em được gặp ba. Còn mẹ em hả? Mẹ em sắp đặt hết mọi chuyện trong gia đình, mẹ lúc nào cũng ép buộc em phải làm theo ý của mẹ, nên nhiều khi em thấy bất công lắm. Không ai có quyền sắp đặt cuộc sống của người khác. Mọi người đều có quyền được sống và quyền tự do riêng của mình. Em đã trưởng thành rồi, em không thể sống phụ thuộc vào mẹ của em được. Mẹ em gọi. Alo mẹ hả? Dạ, con đang đi thăm mộ ba. Dạ. Dạ con biết rồi, con sẽ nói với ảnh. Vậy nha mẹ. Mẹ em nói tối nay có tiệc chiêu đãi của các doanh nhân, mẹ em muốn anh đi cùng. Anh không quen tiệc tùng của những người giàu có, anh sẽ nói mình lì đi thay anh. Mẹ em nói là muốn đích thân anh đi cùng mẹ. Đây là lệnh rồi. Cái gì? Lệnh hả? Trước khi hợp đồng giữa anh với mẹ em chưa chấm dứt thì những lời mẹ em nói ra chính là lệnh rồi. Thật không ngờ lần này tôi lại trúng thầu lô đất đó. Thật tình mà nói, tôi chỉ trả giá cho vui thôi, vậy mà không ai trả giá cao hơn tôi cả. Tôi đang đầu tư vào chứng khoán đây. Người bạn của tôi ở trên sàn chứng khoán DAB cho biết, hôm qua có nhóm đầu tư vừa mua trần cổ phiếu đã khóc ròng vì giá cổ phiếu giảm 15% ngay lúc đó. Trong lúc này phải thận trọng. Thôi, nói chuyện sau nha, tôi đang bận. Con lên phòng đi, mẹ muốn nói chuyện với cậu Nhân một chút. Cậu ngồi đi. Gần đây con gái của tôi làm phiền cậu nhiều lắm đúng không? Đây là nhiệm vụ của tôi, có gì đâu mà phiền thưa bà. Cậu nói chuyện khéo lắm, hèn gì con gái tôi không chết mê chết mệt cậu mới lạ.
Hình như bà chủ có sự hiểu lầm à. Tôi là mẹ của Đông Vi, tôi hiểu rõ tính tình của nó hơn ai hết. Tôi biết nó có tình cảm với cậu. Con mời bà uống nước. Mời cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Vì vậy hôm nay tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Được, bà chủ cứ vào thẳng vấn đề. Tôi rất thích cái tính thẳng thắn của cậu. Vì vậy ngay từ đầu tôi đã đồng ý cho cậu làm vệ sĩ cho con gái của tôi. Cảm ơn sự tin tưởng của bà. Con gái tôi là lá ngọc cành vàng, có rất nhiều chỗ để ý tới nó, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý đám nào. Tôi nói như vậy, cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi đã hiểu ý của bà rồi. Tôi chỉ muốn hợp đồng giữa tôi và bà nhanh chóng kết thúc. Đến lúc đó, tôi sẽ không còn phụ thuộc vào bà nữa. Tôi ký hợp đồng với cậu được, thì tôi cũng sẽ kết thúc được. Tôi chưa hiểu rõ ý của bà lắm. Tôi sẽ xé hợp đồng để cậu rời khỏi con gái của tôi. Đây có phải là nội dung của cuộc thương lượng giữa tôi và bà hay không? Cậu thông minh lắm. Cậu không gặp mặt Đông Vi thì tôi sẽ xóa bỏ món nợ của cậu. Bà đem Đông Vi ra để thương lượng với tôi sao? Tôi không ngờ bà lại làm như vậy. Tôi làm như vậy vì muốn tốt cho con gái của tôi mà thôi. Bà yên tâm đi, tôi không lợi dụng tình cảm của Đông Vi đâu. Chào bà. Mẹ, con không ngờ mẹ dùng tình cảm của con để xóa nợ cho anh Nhân. Con thật sự thất vọng về mẹ quá. Con điên rồi hả? Nó là một thằng nghèo kiết xác, nó không xứng đáng với con đâu. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, chuyện gì con cũng có thể nghe theo lời mẹ, nhưng chuyện tình cảm của con mẹ phải để cho con tự quyết định. Vi, Nhân nè, nội có nấu nước sâm, con uống đi cho mát. Cảm ơn nội. Gần đây bộ công việc của con bề bộn lắm mà, sao nội thấy con cứ đi suốt ngày à? À, nội, chờ con giải quyết xong công việc này, con sẽ ở nhà suốt ngày với nội. Con làm gì thì làm, mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó nghe không? Dạ. Nội biết con làm trả nợ thay cho thằng Đạt, cực thân cho con quá. Nghĩ tới chuyện này á là nội tức mình thiệt. Thằng Đạt á, nó được ăn học đến nơi đến chốn, vậy mà cư xử
giống như mấy đứa vô học à. Nội à, thằng Đạt là đứa hiếu thắng, cứ để cho nó té một lần thật đau rồi nó sẽ thấm thía những việc nó làm. Nội biết con khổ sở vì cái gia đình này. Ngày nào cái chết của ba con chưa được làm sáng tỏ thì ngày đó con ăn không ngon, ngủ không yên nội à. Con phải lấy lại sự công bằng cho ba con. Nếu con không làm được chuyện này thì nội chết cũng không nhắm mắt được đâu. Con đang tìm hiểu mọi chuyện, nhất định con sẽ vạch trần tội ác của kẻ đã hãm hại ba con. Anh nghĩ Lão Mộc bị người ta hâm dọa, sợ quá nên đã bỏ trốn. Một thời gian sau, khi mọi chuyện lắng xuống, Lão Mộc sẽ đến tìm em thôi. Em làm liên lụy tới ông Mộc rồi. Em phải để ý đến mẹ của em và Lan. Từ hai người đó, em sẽ lần ra manh mối về Lão Mộc. Em cầu mong mẹ em không hề dính dáng tới chuyện này. Lòng người khó đoán lắm em à. Anh đừng nói như vậy. Dù sao đó cũng là mẹ của em. Em không nghĩ là mẹ em có thể nhẫn tâm như vậy. Anh chỉ suy diễn ra từ câu chuyện của em thôi. Ở đời không ai đoán trước được chuyện gì cả. Nếu như có luật sư Kiên ở đây thì mọi chuyện sẽ không rối rắm như vậy. Kể từ khi chú ấy đi ra nước ngoài, em không liên lạc được với chú ấy. Luật sư Kiên là ai? Chú ấy là bạn thân của ba em. Nhưng mà không hiểu sao người lập di chúc cho ba em đã không phải là luật sư Kiên. Đó là chuyện khiến cho em cảm thấy khó hiểu nhất. Em đã gửi hình ông Mộc và luật sư Kiên cho anh rồi đó. Anh hãy đi tìm những người này giúp cho em đi. Sao em không trực tiếp hỏi mẹ của em? Em không muốn nói về chuyện bản di chúc cùng với mẹ. Em không muốn làm sức mẻ tình cảm của em và mẹ. Cho nên là em mới muốn cùng luật sư Kiên và ông Mộc gặp mặt để hỏi cho ra lẽ. Xong rồi em mới nói với mẹ sao? Em nghĩ gì cũng phải. Em đã kéo anh vào sự nguy hiểm rồi. Sau này anh không cần phải đi với em nữa đâu. Nếu như em coi anh là bạn thì không nên khách sáo như vậy. Anh đã nói với mẹ em là anh sẽ không gặp mặt em nữa. Bộ em đáng ghét như vậy hả? Alo. Alo. Dạ em nghe. Tao tới rồi, mày đâu vậy? Anh tới rồi hả? Để em chút. Dạ anh hai. Em đợi anh hai nãy giờ. Vô đi anh hai. Bữa nay mày gọi tao tới đây có chuyện gấp lắm hả? À... dạ có chuyện. Anh hai vô trỏng trước đi, rồi mình sẽ nói chuyện. Dạ mời anh hai. Thank you.
Cuối cùng thì cậu cũng tới. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi anh hai. Nè, kiếm cô gái nào đẹp nhất ở đây ra phục vụ thằng em của anh. Dạ. Khỏi cần. Anh gọi tôi tới đây có chuyện gì? Anh hai nè, anh Sơn đây, anh tốt bụng lắm. Không ấy anh về làm việc cho anh. Anh mà về làm, tương lai anh sáng lạng lắm. Ở đây không phải chuyện của mày. Nào, chúng ta uống mừng cuộc hội ngộ này. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Anh muốn cậu về làm việc cho anh. Cậu thấy sao? Ý anh là sao? Anh hai nè, ý của anh Sơn là muốn anh hất cẳng thằng Nhân đi rồi về làm việc cho anh đó. Tao đã nói đây không phải là chuyện của mày. Mày câm mỏ chó mày lại. Nó nói thay lời cho anh. Cậu thấy thế nào? Về làm việc cho anh. Cậu muốn cái gì được nấy. Anh biết tôi muốn cái gì sao? Điều tôi muốn là không bao giờ tôi phản bạn tôi. Anh nghe rõ chưa? Còn mày, đừng bao giờ kêu tao là anh hai của mày nữa. Và đừng bao giờ để tao thấy cái bản mặt mày nữa. Mày nghe rõ chưa? Mẹ. Con. Nè, ngồi xuống đây đi. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Vì tình yêu mà con liều mạng vậy sao? Con gái của mẹ khờ quá. Mẹ không chấp nhận con với thằng Nhân qua lại với nhau. Chấm dứt đi. Con xin mẹ, để cho con tự quyết định cuộc đời của con. Anh Nhân là một người tốt, và con sẽ không lấy bất cứ ai ngoài anh ấy. Con hãy đem Thiện Nhân và Thiên Đức lên bàn cân. Con sẽ thấy bên nào nặng bên nào nhẹ. Tình yêu đâu phải là một món hàng gì đâu mà đặt lên cân hả mẹ? Con nghĩ mẹ chẳng biết gì về tình yêu hết. Nói tới nói lui, con vẫn cương quyết quen thằng Nhân đúng không? Mẹ biết trước thế nào con cũng từ chối, bởi vì thằng đó bỏ bùa con rồi. Mẹ nói có đúng không? Tình yêu là do con tự quyết định. Cho dù bây giờ mẹ có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của con đâu. Vì tình yêu mà con bất chấp tất cả, ngay cả mạng sống con cũng không màng nữa. Bây giờ dù mẹ có nói gì cũng bằng thừa. Con sẽ chiều lòng mẹ trong bất cứ chuyện gì, nhưng mà riêng chuyện tình cảm của con xin mẹ cho con tự quyết định. Thằng Nhân, nó có rất nhiều kẻ thù dây quanh. Nếu con làm vợ nó, con sẽ tự rước họa vào thân đó. Anh Nhân là người hiền lành, không gây thù oán với ai hết. Tại sao lại có người muốn hãm hại anh ấy? Con quen thằng Nhân được bao lâu? Con hiểu rõ con người của nó chưa? Mẹ nói cho con biết, nó đã từng vô tù ra tội. Bản chất lưu manh của nó
che đậy khéo léo. Con không biết đó thôi. Anh Nhân không phải là người như vậy. Cho dù anh ấy có vào tù đi nữa, đó cũng chỉ là quá khứ thôi. Con sẽ không quan tâm đâu. Con biết tính mẹ mà. Một khi mẹ không thích người nào thì mẹ sẽ triệt người đó tới cùng. Nếu con chọn thằng Nhân, mẹ sẽ không đảm bảo tính mạng của nó đâu. Mẹ có phải là mẹ của con hay không vậy? Sao con thấy trong lòng con bất an quá. Không thể tin được những lời đó vừa thốt ra từ miệng của mẹ. Mẹ rất ghét những người nào phá gia can của mẹ. Thằng Nhân đã cướp con trong tay mẹ. Mẹ hận nó. Anh Nhân không phải cướp con. Chính con là người tự nguyện yêu thương anh ấy mà. Con dẹp bỏ tình yêu dớ dẫn đó đi. Con phải làm vợ Thiên Đức, không được cãi lời mẹ. Mẹ, mẹ thật sự là quá đáng lắm. Tôi sẽ cho các người thấy giá trị lời nói của tôi như thế nào.